rùa biển cứu mạng trả ơn sau 16 năm phóng sinh. Tại Cây Lung, Đài Loan, có một cửa hàng với một cái tên là Ngộ Duyên Hào. Ông chủ Lâm vốn là một người rất tử tế. Xung quanh khu vực ông sống có rất nhiều những cư dân đánh cá hay kiếm sống quanh đó. Một ngày, người dân dùng lưới bắt được một con rùa lớn. Đúng lúc họ chuẩn bị giết làm thịt bán, thì ông Lâm đi ngang qua và thấy một đám đông vây quanh con rùa chuẩn bị giết đó. Nhìn thấy cảnh tượng con rùa không ngừng vươn cổ cúi đầu lạy những người xung quanh. Hai mắt chú rùa đầy nước mắt, dường như cầu cứu mọi người. Ông Lâm đã xuất tâm từ bi, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để mua con rùa, đồng thời nhờ mọi người giúp đưa nó trở lại biển để phóng sinh. Do lo lắng rằng ai đó sẽ lại bắt lấy nó và giết, vì vậy ông đã viết lên mai của chú rùa 5 chữ là gặp duyên số phóng sinh. Thông qua đó, hy vọng rằng người sau sẽ từ bi khai ân cho nó được sống tự do, đừng tùy ý giết hại nó. Sau khi viết xong, họ liền đưa chú rùa ra biển phóng sinh. Rất nhiều người dân tại bãi biển lúc đó đều nhìn thấy con rùa khổng lồ nổi lên, không ngừng liên tục khấu đầu tạ ơn ông Lâm. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều cảm thấy rất cảm động, vì vậy họ cũng tự hứa với nhau, nếu sau này gặp phải một con rùa lớn như vậy thì họ sẽ không bắt, không giết và cũng không ăn. Với khẩu hiệu và phương châm 30 này, cho đến hôm nay nó vẫn còn được lưu giữ ở khu vực này. Sự việc đã trôi qua 16 năm, cậu con trai thứ hai của ông Lâm đã được nhận vào trường thương nghiệp tại Đài Bắc. Trong dịp nghỉ lễ, cậu tranh thủ về thăm nhà. Lần đó, khi đang trong chuyến hành trình trở về, do thuyền đi ngược dòng biển, thật không may con tàu bị chìm. Hơn 100 hành khách trên tàu thì có đến 90 người bị dòng nước nhấn chìm. Tại thời điểm này, con thuyền tràn đầy tiếng la hét cứu mạng, thật sự đinh tai nhức óc. Con trai ông Lâm mặc dù biết bơi nhưng do sóng biển quá lớn, anh gần như bị nhấn chìm, cố gắng nỗ lực cuối cùng để sống sót trên biển. Đột nhiên, anh cảm thấy cơ thể mình được đưa đẩy lên bởi một vật giống như một chiếc bàn tròn lớn. Nhìn kỹ thì hóa ra anh đang nằm trên lưng một con rùa. Sau khi nhìn kỹ hơn, anh thấy miệng của con rùa to giống như một chậu rửa mặt. Anh chợt hoảng sợ, nghĩ rằng chẳng lẽ mình sẽ phải chôn thân trong bụng con rùa này. Vì vậy, anh định quay người nhảy xuống nước. Nhưng do lúc đó đã quá đuối sức, không còn sức lực nào để mà tranh đấu tiếp nữa. Sau đó, không biết đã qua một khoảng thời gian bao lâu, khi quay lưng lại, đột nhiên anh nhìn thấy trên lưng con rùa viết đúng 5 chữ, gặp duyên số phóng sinh. Anh mới biết rằng con rùa biển này chính là con rùa mà cha anh đã từng cứu mạng. Đột nhiên, tâm trạng của anh bỗng chuyển từ đau thương, sợ hãi thành niềm vui vô hạn cùng sự an ủi. Hóa ra, chú rùa chính là đến cứu mình. Vì vậy, anh đã ôm con rùa biển để cho con rùa mang mình đi, trong miệng liên tục niệm Phật hiệu và cầu nguyện. Con rùa rất thoải mái, khuấy động bốn chân giống như đang chèo thuyền, cố gắng chống chọi lại với sóng to gió lớn để đưa anh lên bờ. Khi vẫn còn chưa lên đến bờ, anh liền nhảy xuống vùng nước nông. Con trai ông Lâm liền hợp thập cảm tạ ơn cứu mạng của con rùa. Con rùa cũng vươn cổ lên, gật gật đầu giống như trả lễ lại. Hơn nữa, còn mở miệng như muốn nói điều gì đó, phát ra âm thanh có vẻ như rất vui vẻ, hạnh phúc, chúc mừng. Sau đó mới quay đầu và bơi đi. Người dân trên bờ đều lo lắng, vội tới chúc mừng. Trong vụ đắm tàu lần này, chỉ có vài chục hành khách sống sót. Sau cuộc điều tra, mọi người phát hiện ra, hóa ra họ thực sự đều là những người con hiếu thảo, những người phụ nữ đức hạnh và thường ngày hay làm những việc thiện. Chúng ta có thể nhìn thấy ông trời đều ban phúc lành, bảo hộ cho những người lương thiện, nhân từ và tốt bụng. Những người địa phương khi biết về sự việc đều rất xúc động, đồng thời từ đó họ luôn vui vẻ hành thiện. Ban đầu đã có một nhà chiêm tinh xem mệnh cho ông Lâm và nói rằng
ông chỉ có thể sống tới năm 70 tuổi. Nhưng ông Lâm đã sống đến 88 tuổi, hơn nữa không hề có bệnh nào hết và có được một kết thúc có hậu. Quan hệ nhân quả một chút cũng không sai chệch. Trong biển trời rộng lớn này, làm sao chú rùa biển lại có thể biết được sắp có hải nạn? Và cũng làm thế nào mà nó biết được người con trai thứ hai của ân nhân mình ngày hôm nay sẽ bị gặp nạn trên biển? Họ đều chưa bao giờ gặp nhau. Vậy thì làm thế nào con rùa lại có thể tìm thấy anh ấy trên biển cả và lại còn có thể chở anh ta trên người? Nếu như chúng ta dùng nguồn nhân lực để tìm, cũng không nhất định là sẽ có thể thành công tìm thấy anh ấy, đúng không? Điều này nếu dùng thuyết duy vật biện chứng thì không cách nào lý giải được. Linh tính của chúng sinh cùng với Phật tính thật sự đáng kinh ngạc. Rùa cũng biết tri ân, cũng biết đền ơn đáp nghĩa, không ngại sóng to gió lớn, mạo hiểm tính mạng mà đưa con trai của ân nhân an toàn trở về nhà. Hiện nay, có nhiều người cũng muốn phóng sinh, làm việc tốt, với suy nghĩ đó là hành thiện, sẽ có phúc báo. Cũng có người đi xem bói, thầy bói cho rằng trong năm có hạn, cần phải hành thiện, như phóng sinh thì mới tai qua nạn khỏi được. Thật ra làm việc thiện hay không là ở người đó có thiện tâm hay không. Nhiều người phóng sinh với suy nghĩ sẽ được phúc báo hay làm theo lời thầy bói để tai qua nạn khỏi. Đó là hoàn toàn xuất phát từ tư tâm vì bản thân mình, đó không phải là thiện tâm. Người có thiện tâm thực sự là vì muốn điều tốt cho các con vật mà phóng sinh cho chúng. Khi một người có thiện tâm thì không chỉ phóng sinh mà mỗi hành vi, lời nói hay suy nghĩ đều là có thiện ở đó rồi. Câu chuyện Rùa Thần Báo Ứng Trên Sông Hương. Trong tất cả các giai thoại về Điện Hòn Chén ở phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, ly kỳ nhất vẫn là câu chuyện về rùa thần thường nổi lên mặt sông báo ứng. Bởi mỗi khi rùa thần nổi là có một điềm dữ sắp xảy ra. Nói về trận lũ năm 1999 đã làm hàng trăm người chết ở Thừa Thiên Huế. Người dân Ngọc Hồ bảo mình đã biết trước được cơn đại hồng thủy này nhờ rùa thần báo tin. Anh Lê Đình Mỹ, người làng Ngọc Hồ kể, anh từng 3 lần chứng kiến rùa nổi. Trong đó có lần trước trận lũ năm 1999 hơn một tháng. Năm đó rùa nổi lên tại đoạn sông thuộc phường Kim Long. Rùa to lắm, chỉ thấy mai rùa đen sì bằng chiếc xe công nông ấy. Cụ rùa nổi chừng khoảng 15 phút thì lặn xuống. Người dân kéo đến xem chật cứng cả đường. Đúng một tháng sau đó, trời chuyển mưa to gió lớn, nước lũ ngập đến mái nhà. Anh Mỹ nhớ lại, 7 năm sau khi cơn bão San Sen với mức độ tàn phá kinh hoàng ập đến, rùa thần cũng nổi lên gần Điện Hòn Chén. Rút kinh nghiệm lần trước nên trong trận bão này, làng Ngọc Hồ không bị thiệt hại gì đáng kể. Theo lời anh Trần Viết Hiếu, một người đã từng nhìn thấy rùa thần khoảng 5-6 năm về trước trong chuyến đi hành lễ tại Điện Hòn Chén. Rùa thần bất ngờ nổi lên là một chiếc thuyền nghiêng đổ. Rất may, đội cano cứu hộ gần đó đã kịp thời cứu vớt những nạn nhân rơi xuống sông, không có thiệt hại về người. Lần khác, khi đang câu cá gần bờ sông, anh Hiếu thêm một lần nữa sửng sốt khi giữa lòng sông, bọt khí sủi lên từng bọng lớn. Tiếp đó, chiếc mai rùa khổng lồ từ từ xuất hiện. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao lần này ngài chỉ nổi chừng vài phút rồi lặn mất dấu. Bây giờ đến thôn Ngọc Hồ hỏi chuyện rùa thần ai cũng biết, người thì ước đoán cụ rùa to bằng xe ba gác, người lại cho rằng cụ rùa to bằng chiếc xe công nông. Riêng ông Huỳnh Ngọc Hiển, 58 tuổi, từng 22 năm sống cạnh Điện Hòn Chén lại chắc chắn như đinh đóng cột. Thực chất đó là con trắng, nhưng vì hình dáng khá giống rùa nên người ta quen gọi là rùa. Trắng dẹt hơn rùa và có khả năng sống dưới nước rất lâu. Nếu như rùa 1-2 ngày phải nổi để hít thở oxy thì trắng có khi cả tháng mới nổi khỏi mặt nước một lần. Con trắng sống ở Điện Hòn Chén to hơn cả nền nhà 5x7m tôi đang ở đây này. Chất giọng trang nghiêm, ông Hiển kể lại lúc trước từng nghe kể nhiều về rùa thần nhưng không tin. Ông chỉ nghĩ đó là lời đồn thổi do những người mê tín dựng nên.
Nhưng hè năm 2004, anh Thắng, chuyên chở khách sang sông, mách nhỏ với tôi giữa sông có con rùa to lắm, không tin, cứ nhằm ngày mùng 1 hoặc ngày rằm lên sẽ thấy. Tò mò nên đợi đến ngày rằm tháng đó, tôi neo thuyền, đứng trên bờ, nheo mắt rình xem thực hư thế nào. Đúng giữa trưa, mặt sông bỗng nổi tâm lớn sùng sục như nước đang sôi. Sau đó là con vật khổng lồ lù lù nổi lên khỏi mặt nước chừng 20cm. Riêng cái đầu của ngài đã to bằng chiếc am thờ cao 3m. Lưng ngài đen và rộng hơn nền nhà này. Lúc lặn xuống, ngài phun nước lên cao, bọt nước nổi liên tục mấy giờ sau mới hết. Ông Chiến nói. Người đàn ông này còn cho biết thêm, theo ước tính con vật mà ông gọi là trắng phải nặng đến khoảng 10 tấn. Như vậy, nếu phán đoán của ông Hiển phần nào là đúng, thì rùa thần dưới sông Hương to gấp nhiều lần so với cụ rùa ở Hồ Gươm, Hà Nội. Ông Hiển còn suy đoán, rùa thần sống trong hang đá dưới lòng điện Huệ Nam và thi thoảng mới xuất hiện vào các ngày sóc, vọng, tức là các ngày mồng 1, ngày rằm hay ngày lễ vía Thánh Mẫu. Thời gian rùa thần xuất hiện thường vào sáng sớm, giữa trưa hoặc chiều tối. Nói về lai lịch rùa thần, ông Hiển tiết lộ, từng nghe ông nội và bố mình kể lại từ xưa trên núi Ngọc Trãng, nơi điện Hòn Chén tọa lạc, đã có con rùa lạ sinh sống, không ai dám săn bắt. Nhiều ý kiến khác lại cho rằng rùa thần xuất thân từ chùa cổ Thiên Mụ. Con rùa được nuôi trong chùa, về sau rùa quá lớn nên sư thầy đem thả xuống sông Hương. Sau đó, rùa thần chuyển đến sinh sống tại đoạn sông trước điện Huệ Nam ngày nay. Tuy nhiên, thời gian trở lại đây, người ta không còn chứng kiến cảnh rùa thần nổi lên như trước nữa. Ông Hiển hành nghề thả vó trên sông, giảm tính ít nhất, đã 8 năm nay, ông không nhìn thấy ngài xuất hiện. Sự vắng bóng của rùa thần được giải thích dưới nhiều góc độ khác nhau. Có ý kiến cho rằng trời đất yên bình nên ngài không nổi lên làm gì, nhưng cũng có ý kiến cho rằng thời gian gần đây hoạt động thuyền bè trên sông đi lại tấp nập, phá tan sự tĩnh lặng nên rùa thần không thể nổi lên. Tàu bè khai thác cát sạn, thuyền du lịch nổ máy ầm ầm thế kia thì con vật nào dám ngoi đầu lên. Ngày trước, khúc sông này vốn tĩnh lặng, trong lành lắm. Đất lành, chim mới đậu, sông nước có tĩnh, ngài mới lên được chứ. Cụ ngái, bồ lão Thôn Ngọc Hồ nói. Bài chia sẻ của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Tại khu rừng rậm Kim Phật Sơn, Trùng Khánh, có câu chuyện cảm động giữa khỉ và người như sau. Cuối tháng 7 năm ngoái, tại vùng núi phía Bắc, Sơn Dân Vương Chí Thành vào rừng hái thuốc, gặp một con khỉ lông màu xanh đen hơn 2 tuổi, đang bị thương nơi tay trái. Ông liền bồng nó về, lo chăm sóc băng bó vết thương để nó nghỉ dưỡng trong nhà. Được một tuần, vết thương con khỉ đã lành, nó bèn ra đi. Nhưng hàng ngày nó vẫn quay về thăm ông Vương, thậm chí còn giúp làm việc nhà. Thỉnh thoảng có mấy chú heo rừng, nhím và các loài thuốc khác tìm tới trộm thức ăn hoa trái trong vườn, thì con khỉ này thường xua đuổi, dọa chúng phải bỏ chạy. Một ngày cuối tháng 9, khoảng 3 giờ sáng, Vương Chí Thành còn đang say ngủ trong nhà, bỗng nhiên nghe tiếng đập cửa dữ dội và tiếng la hét chí chóe, khiến ông tỉnh giấc. Ông vội mở cửa ra xem thì thấy con khỉ về thăm. Ông tiến tới ôm nó, nhưng thái độ nó lộ vẻ cuống quýt lạ kỳ. Nó né khỏi tay ông và gấp rút kêu to. Ông Vương ngơ ngác không hiểu, con khỉ đưa tay chỉ về phía sau núi. Vương nhìn theo, ông kinh hoàng khi thấy trên núi đất đá đang đổ sụp và từng tảng đá to thì nhào rơi xuống không ngừng. Con khỉ đưa tay kéo ông Vương chạy. Ông Vương cuối cùng đã hiểu nguy hiểm đang xảy ra. Thế là ông lao vào nhà, lấy vợ, bồng con, tất cả cùng chạy bay ra ngoài. Tiếp đến, ông đi đập cửa từng nhà. Toàn thôn có 5 hộ, tổng cộng hơn 20 người. Bọn họ kịp chạy ra ngoài, đào thoát, trong khi sơn thạch khổng lồ đang ào ào rơi xuống, hủy diệt hết nhà cửa trong thôn. Sau khi thoát chết, nhiều thôn dân xúc động, bật khóc, nói: "Thật nguy hiểm quá,
Nếu không nhờ con khỉ này cứu mạng thì chúng ta đều chết cả. Dân làng thoát hiểm xong, xuống nhau tìm kiếm ân nhân cứu mạng, thì phát hiện con khỉ đang ở trên cây, nhìn họ đầy yêu thương và vui mừng, miệng phát ra tiếng kêu kho kẹt. Xem xong câu chuyện này, xin mọi người hãy giới sát phóng sinh, vì ban cho sự vật sống cũng chính là ban cho mình sự sống, cứu người cũng là cứu mình. Hành vi cứu sinh, phóng sinh đem lại lợi ích vô cùng, công đức lớn lao không thể kể hết. Một buổi quán sát nhân quả. Nghe viện dịch kinh thông báo có cư sĩ Quả Khanh và con gái từ Thiên Tân đến chủ trì pháp hội giải đáp về nhân quả, thế là tôi vội đến tham dự. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cư sĩ Quả Khanh và con gái Quả Lâm của ông. Tôi hỏi mình mới hơn 20 tuổi, vì sao tim thường đau, hơn nữa luôn bị suyễn, cảm thấy hay bị hụt hơi, khó thở. Nhưng y viện tìm không ra nguyên nhân. Tôi biết mình có bệnh, nhưng chẳng hiểu là do nguyên nhân gì. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không nghĩ là mình bị bệnh do báo ứng nhân quả. Khi nghe tôi nêu câu hỏi, cả hai cha con đều nhắm mắt, chừng khoảng 10 giây, không nói gì. Sau đó, thấy Quả Lâm gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Sau khi mở mắt, cô ta bảo tôi, trên mình chị có vô số tôm cá cua, các loài thủy tộc hải sản, tất cả đều tranh nhau tố cáo tội lỗi chị đã gây ra với chúng cho tôi nghe, do vậy mà chúng không thể để cho chị sống an. Tôi lập tức phân bua là mình đã ăn chay. Quả Lâm lại nhắm mắt tiếp, một lúc sau cô mở mắt bảo tôi, những chúng sinh hành bệnh trên thân chị giải thích rằng, dù đã ăn chay nhưng chị lại sốt sắng chỉ dạy, hướng dẫn người cách nấu đồ ăn mặn, chẳng hạn như chế biến món tôm như thế nào. Đến đây thì tôi cứng họng ngẩn ngơ vì câu đáp nằm ngoài sức tưởng của tôi. Cả đời tôi chỉ có một lần dạy người chế biến món tôm, lúc đó không có ai chứng kiến. Vậy thì tại sao lại có kẻ biết rành như thế? Lẽ nào những thần thức loài vật kia đều thấu rõ từng khởi tâm động niệm của tôi? Lúc đó tôi bật khóc, cảm thấy mình đã quá sai lầm. Ngay khi tôi thốt lời xin lỗi các con vật từng bị tôi ăn, thệ rằng sau này chẳng những tôi không ăn mà còn khuyên người đừng ăn. Khi đó tôi khóc mùi mẫn, nước mắt nước mũi chảy chèm nhèm, bất kể tại hội trường đông đến 50-60 người. Bây giờ thì cư sĩ Quả Khanh lên tiếng. Ông nói tôi làm thế mới là chân thành sám hối. Ông khuyên tôi hãy bắt đầu niệm Phật để cầu Phật siêu độ cho các chúng sinh khốn khổ kia. Tôi mới niệm mấy câu Phật thì cư sĩ Quả Khanh nói, Phật A-di-đà đã xuất hiện ở phía trên trung tâm của hội trường. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, lúc này tôi có cảm giác cực kỳ lạ lùng, giống như vừa được nhấc tảng đá to ra khỏi tim. Tôi cảm thấy lồng ngực cực kỳ sảng khoái dễ chịu và đã có thể hít thở một hơi dài thông suốt, nghe nhẹ nhõm kinh an vô cùng. Tim bây giờ đã hết đau, không còn khó chịu. Thật không sao diễn tả được trạng thái hạnh phúc, hân hoan lúc đó. Ngay khi ấy, tôi hướng về mười phương chư Phật Bồ Tát đảnh lễ, cảm tạ đã ban cho chúng tôi cơ hội trùng sinh. Tôi cũng hướng về cư sĩ Quả Khanh và Quả Lâm đảnh lễ, cảm tạ hai vị đã giảng giải, giúp tôi minh bạch nhân quả và còn chỉ cho phương pháp làm tiêu nghiệp. Nếu như trên con đường học Phật tôi có được thành tựu nào, tất cả đều nhờ công đức to lớn của hai vị đã hướng dẫn. Tiếp đến, cư sĩ Quả Khanh và con gái bận rộn giải đáp nhân quả và bệnh hoạn của mọi người cho đến khi tan giảng. Tối đó tôi về nhà rồi, phát hiện hai chân mình trước đây vốn không thể khoanh lại, nay đã có thể xếp bằng, còn có thể ngồi đến cả buổi. Nghe toàn thân nhẹ nhàng, có cảm giác công phu tu học Phật của mình đang tiến một bước dài so với trước đây. Vì vậy, tôi rất tự tin cho là mình không sao rồi. Nhưng tối đó khi đi ngủ,
tôi bỗng phát hiện ra một việc rất kỳ quái. Hình như có nhiều vật lạ đang du hành trên thân tôi. Hơn nữa, mục tiêu chuyển động của chúng thể đều hướng về phía trái tim và lồng ngực của tôi. Việc này xảy ra lúc tôi còn chưa ngủ, thần trí cực kỳ tỉnh táo. Tôi lặng lẽ theo dõi và phát hiện, đầu tiên có nhiều vật đang bò từ khuỷu tay lên đến bắp tay tôi, đồng thời có nhiều loài đang bò từ đầu gối lên tới bắp đùi tôi. Có nhiều vật đang bò từ bụng lên, những loài ở trên đầu thì đang di chuyển xuống. Nghĩa là sau lưng, trước mặt, khắp trên thân tôi đều có nhiều vật đang di chuyển. Có loài đi nhanh, có loài đi rất chậm, nhưng tất cả đồng nhắm chung đích đến là tim và ngực của tôi. Hình như chúng quyết chọn hai chỗ đó làm căn cứ trú ẩn. Cả quá trình này diễn ra chưa đến một phút. Tôi không thấy sợ hãi là nhờ đang niệm Phật. Tuy tôi đã đoán ra được phần nào sự việc, nhưng tôi cũng cần nhờ người có trí tuệ giúp mình xác minh cho chắc chắn. Mấy ngày sau, tôi đến tham dự hội thuyết giảng nhân quả của Ngài Quả Khanh và Quả Lâm. Cô gái trẻ ngồi cạnh tôi cũng có khả năng lần ra nhân quả giúp người. Tôi bèn nhờ cô xem giùm, hiện có loài thủy tộc nào chưa chịu theo chư Phật Bồ Tát mà còn đang trú trên thân tôi. Cô này quan sát khắp thân tôi một hồi rồi đáp: trên thân bạn có rất nhiều loài thủy tộc, cá, tôm, vân vân. Tôi hỏi, còn bao nhiêu? Cô nói, nhiều lắm, nhiều không kể xiết. Chúng đều khắp trên thân bạn, nhất là hai nơi tim, ngực thì chứa đầy. Sau đó, nhờ cư sĩ Quả Khanh và con gái ông giải thích, tôi đã hiểu rõ và nhận thức được như sau. Do tôi hơn 20 năm nay đã ăn quá nhiều loài vật, nhất là loài thủy tộc, nên thân luôn bị đau nhức và mắc phải nhiều bệnh. Bởi những con vật này tuy đã chết rồi, song oán khí chưa tan, nên thần thức chúng kéo đến trú cả trên thân tôi. Vì vậy mà nhất ngôn, nhất hạnh, nhất cử, nhất động của tôi toàn bộ đều bị chúng nắm rõ. Chúng biết tim là nơi trọng yếu của khí quan, ngực là nơi trọng yếu của tạng khí, cho nên chúng quyết định đóng đô ở đó. Đầu tiên chúng chọn ngủ ở tim, tiếp theo là ngực, rồi bụng, đầu và tay chân. Tùy theo số lượng chúng sinh tôi giết, ăn, gia tăng mà tim và ngực tôi càng lúc càng bị bệnh nặng. Khi bọn chúng khó chịu thì xúm nhau cắn xé, châm chích, rứt thịt tôi ăn để giải hận. Đây chính là lúc tôi cảm thấy tim ngực mình phát đau tột cùng. Sau khi Phật A-di-đà xuất hiện, đem các chúng sinh trên thân tôi đi. Số nào đồng ý thì đi, số không ưng thì ở lại, tiếp tục hướng tôi báo thù đòi nợ. Vì vậy mà ngay lúc tôi nghĩ rằng mình đã không sao rồi, thì ý tưởng đó rất ư là nhầm lẫn. Bởi vì, hãy thử nghĩ xem tôi có phúc đức công năng gì mà có thể nương vào một vài câu niệm Phật hay chỉ một lần sám hối là có thể tiêu hết đại tội kia chứ. Những chúng sinh quyết ở lại không chịu đi này đã nhìn thấy tim ngực tôi là hai chỗ trú đóng tuyệt hảo để báo thù. Do vậy mà chúng quyết không lìa xa, còn tranh nhau giành chỗ. Đó là lý do vì sao tối đó khi đi ngủ tôi phát hiện ra có rất nhiều vật đang di chuyển trên thân mình. Có lẽ ban ngày chúng cũng hành quân tranh nhau đi đến tim ngực tôi trú đóng, nhưng do ban ngày bận rộn không yên tĩnh bằng ban đêm nên tôi không phát hiện ra. Từ khi tôi có khách không mời mà tự đến đóng đô như thế này rồi, thì kể từ đó tôi vô phương ngồi thiền, thật xấu hổ. Hiện tại tôi chỉ có thể tĩnh tọa khoảng một tiếng thôi. Đã hiểu rõ vấn đề rồi thì phải giải quyết. Do trên thân tôi có nhiều chúng sinh không chịu đi, mà sám hối là phương pháp giải oán rất hữu hiệu, nên tôi quyết định hành pháp sám hối, thỉnh cầu chư oan gia tha thứ. Tôi lễ sám tạo phúc vân vân, cầu cho họ cũng là tự giúp mình. Ngay đây tôi cũng nhớ lại một câu chuyện nhân quả mà Ngài Quả Khanh, Quả Lâm khó hòa giải. Có một vị sư nọ tu rất tinh tấn, nhưng tim bị đau trầm trọng. Cả hai cha con họ Dương đồng nhìn ra nguyên nhân là hiện có một con cá lớn
đang đóng đô ở nơi tiên vị ấy. Cư sĩ Quả Khanh và con gái đồng khuyên con cá, nhưng nó nhất quyết không chịu bỏ đi. Sau khi Quả Lâm trò chuyện với nó một hồi rồi diễn dịch lại, thì mới biết con cá này đang yêu cầu vị tu sĩ kia. Tự chính ông phải nhớ lại xem đã giết nó lúc nào, nơi nào, lý do gì. Nếu nhớ được và sám hối thì nó sẽ bỏ đi ngay lập tức, bằng không thì đừng hòng, và cũng miễn bàn hay điều đình chi nữa. Nó cũng không cho cư sĩ Quả Khanh và con gái xen vào nhớ giúp. Vị tu sĩ khốn khổ này suy nghĩ mãi mà không thể nhớ ra, do vậy con cá kia không chịu đi. Tôi chẳng biết đến bây giờ ông ta đã nhớ ra chưa. Tôi kể câu chuyện này vì muốn nói rằng oan có đầu, nợ có chủ. Sau khi tôi sám hối xong thì Phật A-di-đà chỉ đem đi được một phần oan gia trái chủ đi, số còn lại còn hơn một nửa. Chúng không chịu đi và quyết trụ lại để báo oán ngay trên thân tôi. Tôi tuyệt không nghi ngờ chi vị chư Phật Bồ Tát có thể giúp tôi tiêu nghiệp, nhưng các ngài đã giúp tôi rất nhiều rồi. Phần còn lại phải do chính tôi tự cứu và quá giải quán kết cho đến bao giờ chủ nợ chịu tha thứ. Tôi cần phải nỗ lực nhiều, mình làm thì mình chịu, há chẳng phải trong kinh luôn giảng chúng ta cần phải sám hối rất nhiều hay sao? Câu chuyện của vị tu sĩ kia đã cung cấp cho tôi một phương pháp sám hối tốt. Do oan gia luôn muốn chúng ta nhớ lại mình đã phạm lỗi với chúng như thế nào, nên tôi bắt đầu hồi tưởng lại hết, cố nhớ cho đủ các loài, bao gồm cả những gà, cá, vịt tôi đã ăn và giết vào trường hợp nào, ăn bộ phận nào, nơi đâu, xơi nhiều ít lúc nào. Tôi ráng nhớ tỉ mỉ lại hết, sau đó vì chúng niệm Phật hoặc tụng chú giảng sinh để sám hối. Tôi vừa khóc vừa niệm, bởi tôi phát hiện ra mình đã giết hại, làm tổn thương vật quá nhiều. Do tôi sợ mình nhớ sót các chúng sinh nên phải tìm quyển Bách Khoa Toàn Thư mà tra thêm. Kết quả tôi phát hiện thêm có một số chúng sinh đã bị tôi ăn qua và quên bén mất, do đã rất lâu tôi không ăn tới. Vì bây giờ tôi đã ăn chay, cho nên có rất nhiều chúng sinh bị tôi lãng quên. Tôi bèn vì chúng mà sám hối, hồi hướng và phát hiện ra cách này cực kỳ hiệu quả. Khi tôi vừa bắt đầu sám hối, tu sửa, thì phát hiện có rất nhiều loài đang chuyển động trên thân. Nhưng lần này không giống lúc trước, vì đích nhắm của bọn chúng là ra khỏi thân tôi. Chẳng hạn như từ đầu gối, chúng di chuyển xuống mắt cá chân, chưa đến bàn chân thì đã biến mất, không còn thấy nữa. Sau đó, tùy theo số lần sám hối của tôi gia tăng mà số vật trên thân giảm thiểu dần. Sau này, tôi có cảm giác hầu như không còn vật gì chuyển động trên thân mình nữa. Tôi nghĩ, nếu như có thể mời thỉnh các chúng sinh này đi, thì đấy cũng là nhờ uy lực chư Phật Bồ Tát và công đức của danh hiệu Phật gia trì. Xin kể thêm một điều hay nữa. Kinh và chú Lăng Nghiêm có uy lực rất lớn, có thể khiến người lập tức bỏ mặn ăn chay, mà tôi là bằng chứng rõ nhất. Hồi trước khi qua Mỹ tu học, đã có nhiều lần tôi muốn ăn chay nhưng không được mẹ cho phép nên đành chịu. Sau khi đến Mỹ rồi, do việc học quá bận rộn nên tôi chưa nghĩ đến ăn chay. Một hôm, nhờ bạn bè rủ đến Vạn Phật Thành tham dự pháp hội, sẵn dịp tôi thỉnh một bộ Kinh Lăng Nghiêm đem về nhà. Khi đó tôi chẳng biết Kinh Lăng Nghiêm thuyết gì, chỉ nghe bạn bè nói trong kinh này có bài chú rất hay, nhất là đối với kẻ sống một thân một mình tại Mỹ như tôi sẽ tỏa lực bảo vệ rất tốt. Do vậy mà sau khi về tới nhà thì tôi bắt đầu đọc Kinh Lăng Nghiêm. Xem được mấy trang không hiểu gì nên tôi vội lật đến bài chú và bắt đầu đọc từng chữ, gắn nhiếp tâm trụ niệm nơi đó. Đây là lần đầu tôi đọc chú Lăng Nghiêm, tất nhiên đọc chẳng dễ dàng, bởi có rất nhiều chữ tôi chưa từng thấy qua. Chỉ nương vào từng chú âm phụ hiệu mà ráng đọc từng chữ một. Vậy mà kỳ tích phát sinh, đọc chú chưa được một nửa thì đột nhiên tôi quyết định phải ăn chay. Hơn nữa còn tin chắc là lần này mình làm được. Ý niệm ăn chay vừa phát thì tính tâm cũng sinh khởi theo, kiên cố đến mức ngay chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi lập tức chạy ra khỏi phòng, mở tủ lạnh
kiểm tra tất cả thức ăn mình có, loại bỏ hết đồ mặn đi. Bà chủ nhà trọ nghe tiếng động liền chạy qua hỏi thăm. Sau khi biết chuyện, bà nói: "Sao không đợi ăn hết đồ hộp mặn đi rồi hẳn ăn chay, chứ vứt bỏ như vậy thì tiếc quá." Lời lẽ và dáng điệu bà hàm chứa đầy bất bình, có vẻ như bà thấy tôi quá ngu muội. Phải biết là nếu tôi ném bỏ thức ăn, đồng nghĩa với việc tự làm hao tổn khá nhiều tiền. Vì chỉ tính nội số đùi gà dự trữ kia thôi cũng đủ dùng cho một tuần, bởi tôi đã chi rất nhiều cho thức ăn dự trữ. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết là mình không còn muốn ăn những thứ này nên cương quyết loại bỏ. Khi nghe bà chủ nhà nói bà có thể dùng thì tôi tặng hết cho bà, làm bà mừng muốn nhảy nhõm. Một tuần sau tôi phát bệnh, sốt ly bì đến không thể xuống giường. Bà chủ nhà nấu cháo cho tôi ăn, trong đó có chút thịt bằm. Tôi rất khó chịu, nhưng không ăn thì không được. Kết quả, mới ăn một ngụm thì đã phải lết vào nhà vệ sinh ói sạch hết. Tôi hiểu ra dụng ý của Bồ Tát, nên kể từ đó đến nay đã mười mấy năm tôi không hề ăn mặn lại. Hơn nữa cũng không thèm gì, đồng thời tôi cũng kiên cử luôn ngủ tân. Nhờ chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi gia hộ, tôi hầu như không phí chút hơi sức nào để thực hiện việc từ bỏ ăn mặn. Tôi đã hiểu ra không nên cho người thích ăn mặn, cũng không nên mua đồ ăn mặn cho người dùng. Giờ đây tôi tự biết tội mình đã tạo nên thiết tha sám hối. Tôi nghĩ số thức ăn mặn mình muốn ném bỏ kia đáng lẽ không nên cho bất kỳ ai. Tôi tốt nghiệp rồi thì đến Cựu Kim Sơn công tác. Trước khi tìm nhà thuê, tôi thầm cầu chư Phật Bồ Tát an bài cho tôi kiếm được một nơi công tác gần nhà, gặp phòng thuê tiện nghi, an ninh, chủ nhà biết ăn chay. Mối lo lớn nhất của tôi là việc thuê phòng, vì những nơi xem qua tôi đều không vừa ý. Cuối cùng thì cũng chọn được một chỗ. Khi tôi xem nhà và quyết định thuê thì phải đến cửa tiệm của chủ nhà để giao tiền. Lúc này tôi kinh ngạc đến ngây người, vì tiệm của chủ nhà là một nhà hàng chay. Sau này tôi mới nhận ra những gì tôi nguyện cầu không gì mà không mãn ý. Tôi quá cảm kích tri ân, bèn chí thành đảnh lễ chư Phật Bồ Tát. Đồng trọ với tôi có một nữ sinh viên. Hôm nọ khi tôi chuẩn bị làm cơm thì em cũng đang làm bếp. Trong lúc chờ đợi, tôi thấy em muốn làm món tôm nhưng vụng về không rành chế biến. Trước khi ăn chay, tôi là vua ăn hải sản, nên các món tôm, cá, cua tôi rất sành ăn, sành nấu. Ngay từ nhỏ tôi luôn được dạy, ăn hải sản thì phải chọn loại đang còn sống mới ngọt, ngon và bổ dưỡng. Dòm thấy cô vụng về chẳng biết làm tôm như thế nào. Tuy tôi đã ăn chay nhưng tâm chưa thanh tịnh, vì tôi đã nổi máu anh hùng ra tay cứu giúp cho. Tôi lên mặt thầy chỉ cho cô bạn tỉ mỉ cách làm cách nấu, phải chế biến tôm làm sao cho ngon, cho khoái khẩu. Đến bây giờ thì tôi đã biết mình sai, nên ngay đây xin thành tâm sám hối. Đúng ra tôi không nên hướng dẫn chỉ dạy người cách làm đồ mặn. Do vậy mà tôi bị thần thức con tôm oán trách, đeo theo báo thù. Sau khi tổng kết, tôi rút ra được 8 điều quan trọng. 1. Tất cả những thức mặn đều không nên ăn, kể cả tam tịnh nhục. Xin đừng vì khoái ăn mặn mà mượn cớ đó để dùng thịt, cá, chim, hải sản, vân vân. 2. Muốn tiến trên đường tu, trước tiên cần giải quyết dứt điểm các tội nghiệp mình đã tạo, đặc biệt là nghiệp ăn thịt chúng sinh. Sám hối là phương pháp tốt nhất. 3. Đừng một bề ý vào uy lực chư Phật, Bồ Tát hay tha nhân sẽ giúp đỡ làm tiêu nghiệp tội của mình, bởi đây là việc không ai có thể chịu thay, vì oan có đầu, nợ có chủ. 4. Chúng ta có thành tâm sám hối hay không, Bồ Tát và oan thân trái chủ của ta đều biết rõ, chẳng thể gạt được ai. 5. Đừng dạy người làm thức ăn mặn. Hiện tại tôi bắt buộc mình, khi bị người hỏi cách làm món mặn như thế nào, tôi chẳng những không chỉ dạy mà còn khuyên họ nên nấu món chay. Đây cũng bao gồm cả việc nếu người khác hỏi tôi một cân thịt giá bao nhiêu, tôi chẳng bao giờ hồi đáp. Tôi không cung cấp cho người bản giá hay thực đơn thức mặn, không bao giờ tìm tiệm mặn giúp họ.
tuyệt đối không cầm hay đem tức mặn đến cho người ăn, không bao giờ thốt lời mời người ăn mặn. Khi công ty đặt món, tôi luôn kiên trì yêu cầu họ đặt thức chay. 6. Nếu phải ngồi cùng chung bàn ăn mà trên bàn có thức mặn, thì tôi không bao giờ vì lịch sự mà thốt lời mời người dùng. 7. Nếu không gặp bậc đại thiện tri thức chỉ giáo cho, thì ta cần phải sám hối rất nhiều lần mới có công hiệu. Bạn đừng nghĩ sám hối một lần là đối phương sẽ hết oán và tha thứ cho. 8. Nếu đã thực hành phương pháp sám hối, thì bạn chẳng nên nôn nóng, mà phải hết sức bền tâm, dần dần sẽ thấy có hiệu quả. Tôi dùng phương pháp phân tích mới không bị thiếu sót. Phương pháp này dành cho người ngu khờ, vì tôi vốn là kẻ ngu đần. Thí như về loài cá, tôi từng ăn qua cá chim, cá dình, cá chép, cá diêu, cá nhám, cá vàng, vân vân. Thì tôi ráng nhớ rõ số cá chim, vân vân, mình ăn qua bao nhiêu, ở nơi nào, cá chép tôi ăn qua nhiều ít, ở đâu. Cứ thế mà hồi tưởng và sám hối. Tiếp theo là thịt trâu bò, tôi đã ăn qua bao nhiêu, ở đâu. Kinh nghiệm của tôi là tuyệt đối không nên nhớ sót bất kỳ chúng sinh nào. Cho nên khi nhớ rõ danh sách, sĩ số các loài chúng sinh bị hại, thì bạn sẽ hiểu ra mình cần sám hối bao nhiêu biến mới được thanh tịnh. Tôi đã sám hối rất nhiều rồi, khi thành công thì đem về nằm an ổn, ngủ rất ngon. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi, xin chân thành chia sẻ, mong quý vị đều được lợi. Lý Thập Phương. Không nên ăn cá. Tôi là một phụ nữ ở Chiết Giang, Đài Châu, năm nay 46 tuổi. Mười mấy năm nay, tôi thọ khổ tận cùng, giống như sống trong địa ngục trần gian. Tôi biết là nghiệp chướng túc thế trổ, là oan gia trái chủ làm ra. 2 năm trước, do thấy tôi không kham nổi bao thống khổ dày vò, vì tôi dẫn tôi đi quy y Tam Bảo, pháp danh là Pháp Giao. Sau đó, tôi liên tục tổ chức 3 đại lễ siêu độ cho oan gia trái chủ trong thân lẫn ngoài thân, cầu cho họ vãng sinh, lìa khổ được vui. Kể từ đó, tất cả khổ nạn khác đều tiêu tan, duy chỉ có đau đớn trên thân là không giảm, mà còn tăng nghiêm trọng. Có lúc tôi đau như bị côn trùng rứt cắn, có lúc nhức như bị bò cạp chích, hơn nữa các chỗ đau đều nổi đỏ, rất khó chịu. 10 mấy ngày trước, mặt tôi nổi mụn đỏ nhức nhối, đau đến không muốn sống. Thế là tôi quỳ trước tượng Phật Di Đà trong nhà, lệ tu như mưa. Tôi khóc than với Phật: Kính thưa Phật A Di Đà, rốt cuộc là Ngài có tồn tại hay không? Ngài có thấy trên mặt con nổi đầy mụn đỏ và đau đến không muốn sống? Cứ thế tôi vừa khóc vừa kể lể suốt mấy tiếng đồng hồ. Tối hôm sau, tình cờ tôi biết được lão sư Trịnh Bá Đức đến Thượng Hải giảng pháp, hướng dẫn cách làm tiêu tội nghiệp. Tôi biết đây là Phật A Di Đà chỉ điểm, thầm nghĩ mình được cứu rồi. Thế là tôi cùng thân mẫu lập tức đến Thượng Hải tham dự khóa giảng của Ngài. Đó là ngày 7 tháng 7 năm 2013. Tôi được phúc duyên bái kiến lão sư Trịnh Bá Đức và hiểu rõ đạo lý chúng sinh đồng thể. Trong pháp hội, các học viên khác đều thu được lợi ích, có cảm ứng rõ ràng. Chỉ riêng tôi, các nốt đỏ trên mặt càng phát dữ tợn hơn. Tôi biết đây là chúng sinh oan gia, không đồng ý siêu độ. Trong số học viên có cô Xuân đã đắc thiên nhãn. Cô bảo tôi: Tôi thấy trên thân chị có một con cá to đen, rất có tánh linh. Trên đầu nó có sừng dài. Con cá này khóc lóc, mách kể với cô Xuân rằng, vào kiếp quá khứ tôi đã từng ăn thịt nó, cả cái đầu nó cũng nhai luôn. Vì vậy mà tôi bị nó báo thù, khiến đầu óc đần độn không trí tuệ. Lòng căm hận phẫn nộ khiến con cá vô phương đầu thai vào cõi người. Một bề theo tôi báo oán để hành hạ trừng trị, khiến tôi chịu đủ thống khổ. Có lúc nó hành tôi đau đớn thống khổ đến không muốn sống. Con cá còn nói nó hành hạ như vậy là nhẹ, vì thấy mẹ tôi thành tâm ăn chay niệm Phật hơn 20 năm nay nên nó mới nương tay, không báo thù dữ với tôi. Nhưng vì con cá này rất ưa chánh pháp của Phật nên nó cực kỳ tức giận mỗi khi nhìn thấy tôi vì đau đớn khó kham
mà đi cầu Bàn Môn Tả Đạo giúp đỡ cho. Những lúc đó, nó đều dốc sức để tôi quay về với Phật môn. Cho dù con cá này chứng kiến vô lượng vô biên chúng sinh và vô số quyến thuộc của nó nhờ pháp hội siêu độ của lão sư Trịnh mà được tiếp dẫn sang thế giới Cực Lạc, nhưng nó nhất quyết không chịu giảng sinh. Cô Xuân liền hỏi con cá muốn ra điều kiện với tôi như thế nào, thì nó bảo rằng dù tôi thành tâm sám hối vẫn chưa đủ và yêu cầu tôi phải thực hiện hai điều. Một, từ nay đến vĩnh kiếp về sau mãi mãi không được ăn cá. Hai, phải quyền 100 người không ăn cá. Tôi bản tính ngu si, vừa nghe như vậy liền nghĩ, yêu cầu thứ nhất tôi làm được, nhưng điều thứ hai, tại sinh hoạt gian biển này, tôi biết đi đâu mà khuyên cho đủ 100 người không ăn cá đây? Lão sư Trịnh lập tức khuyên tôi nên viết bài đăng lên mạng, làm thế không những khuyên được trăm mà có thể đến cả ngàn người, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn người không ăn cá. Tôi ngay đó liền chí thành sám hối phát nguyện, xin đáp ứng hai điều kiện của con cá yêu cầu. Lão sư Trịnh từ bi lại vì tôi tiếp tục làm lễ siêu độ cho con cá nọ. Dù đám con cháu và quyến thuộc của nó đều giảng sinh hết, nhưng nó vẫn phát biểu. Hiện giờ nó chưa muốn giảng sinh, song sau này sẽ không hành tôi nữa. Nhưng nó muốn tiếp tục giám sát tôi một thời gian, xem tôi tu học thế nào, có chân thành sửa lỗi, ngôn hạnh có nhất như chăng. Rồi sau đó, nó sẽ bất ngờ ra đi mà không báo trước. Xin cảm tạ Phật A-di-đà, cảm tạ Lão Sư Trịnh, cảm ơn con cá khoan hồng đại lượng đã từ bi tha thứ và đẩy tôi vào con đường học Phật tinh tấn. Xong pháp hội thì chứng bệnh của tôi có giảm bớt, tuy nhiên tôi vẫn còn đang thọ tội, nên dù phải mang chút khổ nạn này, tôi cam lòng đền trả, vì nghĩ rằng so với thuở con cá bị tôi giết ăn đau đớn, thì nỗi đau này của tôi chỉ bằng một phần ngàn thống khổ mà nó phải chịu trong kiếp xa xưa. Chúng ta hãy nhìn xem, loài thủy tộc đang bơi lội tung tăng, ngao du tự do trong nước. Sông thế nhân đã giăng lưới, câu móc, nổ thuốc, dùng đủ cách để bắt chúng lên mà lóc da, đánh dãy, mổ bụng, chặt đầu, moi nội tạng, khiến chúng máu chảy đầm đìa, đau đớn vô kể. Ta giết chúng tàn nhẫn để chế biến đủ món ngon, thậm chí còn nướng sống ngay khi chúng đang dãy giụa. Ta hành chúng đau đến tột cùng. Thù hận này chúng há không ôm tận xương tủy ư? Hãy xem hiện nay, nhân gian giữ nuôi thủy sản, để chúng sống trong môi trường nước bẩn nhiễm ô, dùng thức ăn trộn toàn hóa chất kích thích, thúc tăng trưởng mau. Khi ta ăn chúng, chưa kể những ký sinh trùng, dung, lãi đều chuyển sang cư ngụ hết qua thân người, khiến con người thọ đủ tật bệnh vì thống khổ dày vò, vì ác nghiệp sát sinh. Hãy nghĩ đến cảm giác hận thù, những cơn đau mà loài vật phải chịu và thông cảm xót thương cho chúng. Phút giây này, tôi dùng chính kinh nghiệm đau đớn của bản thân đã trải qua, vừa rơi lệ, vừa viết những dòng này. Khẩn cầu và xin khuyên quý vị, từ nay đừng ăn cá nữa, kể cả các con vật khác như trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, chim, vân vân cũng không nên ăn, nghĩa là đừng ăn mặn nữa. Phật dạy, chúng sinh vốn đồng nhất thể, đã từng là quyến thuộc con cái, cha mẹ, vân vân lẫn nhau. Và bởi tất cả chúng sinh không ai muốn mình bị giết ăn, bị sát hại, nên việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người. Nguyện tất cả người và vật đều sống hài hòa, thân ái, an vui. Nguyện địa cầu này mãi tươi xanh, trong lành. Nguyện môi trường chung quanh luôn được con người lưu tâm giữ gìn, khiến cảnh vật luôn được tuyệt hảo, với nước biếc non xanh ưu mỹ. Nguyện tất cả chúng sinh đều sống hoan hỷ tu thành. Do tôi từng nếm trải kinh nghiệm bị oan gia báo thù hành hạ, khổ như địa ngục nhân gian suốt mười mấy năm, nên tôi chân thành khuyên các bạn, xin đừng ăn cá, vì hiện thời bạn còn đang nhiều phúc nên không nhìn thấy mình bị báo ứng gì. Nhưng một khi ác báo trổ thì rất khó khăn, khó sống, và nỗi đau kia không ai có thể chịu thay cho bạn. Đây là bài học thống thiết mà tôi có được trong đời này. Pháp Giao.
ác báo đáng sợ. Sáng nay, có người ở Việt Nam dẫn hai đứa bé tới gặp tôi, nói sức khỏe chúng không được tốt, mong tôi giúp chúng mọi sự thuận lợi như ý cát tường. Hai đứa bé này thần kinh không bình thường, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, đều hỏi chúng có từng sát sinh không. Sau khi mẹ chúng nghe tôi giảng giải một hồi, bà mới hiểu ra và kể. Trước đây có một cây đại thọ, họ đem chặt đi thì thấy dưới cây có hai con rắn, chúng đã chui vào trong hang. Lúc đó, hai đứa bé này đã dùng nước sôi đổ vào hang cho hai con rắn chết. Sau việc làm đó, con trai cả của họ tự nhốt mình trong phòng. Mấy ngày sau, cháu ra ngoài thì phát bệnh thần kinh. Đứa con trai đầu như thế, đứa thứ hai cũng vậy, cả hai đều bị bệnh thần kinh. Bà mẹ hy vọng tôi có thể giúp họ hóa giải việc này. Bệnh này liên quan tới sát sinh, do họ hành xử tàn nhẫn, không có lòng từ bi. Hai con rắn đã chui vào hang rồi, thế mà họ còn đổ nước sôi hại chết. Hai con rắn này vốn là hai anh em, bị họ hại bỗng chết thì bản thân họ cũng phát bệnh điên. Nghiệp sát sinh lãnh báo ứng rất nặng, cứ giết chóc rồi bị báo, hổ tương sát, hổ tương báo, đây là việc rất bi thảm của thế giới. Dù mọi người không hiểu, không tin là tạo nghiệp sát sẽ phải lãnh ác báo, nhưng chuyện báo thù đền nợ không ngừng xảy ra, tạo thành quốc chiến, tạo thành nghiệp sát hại lẫn nhau. Nghiệp sát càng sâu, tội tạo càng nặng, nên cứ giết chóc nhau mãi không ngừng. Vào năm 1980, có vị giám đốc từ Đông Nam Á xa xôi đến Vạn Phật Thánh Thành cầu tôi cứu giúp vì ông mắc bệnh ung thư rất nặng. Tôi dẫn ông lên chánh điện cho phát lộ sám hối trước mười phương chư Phật, Bồ Tát và tứ chúng để cứu giảng nghiệp tội của ông. Ông kể mình phạm nhiều tội ác, từng ăn vô số thịt chúng sanh như ốc khỉ, chân ngỗng, chân dân. Sau đó tôi hỏi, ông có từng giết người không? Ông nói, tuyệt đối không, nhưng con đã từng bảo bà xã phá thai. Tôi giải thích, vì vậy ông phát bệnh nan y đáng sợ là do tất cả những sinh mạng này tìm đến đòi nợ ông. Tôi xin nhắc nhở quý vị, không nên phá thai và đừng bao giờ xúi bảo người phá thai, bởi làm vậy cũng đồng tội giết người. Người trì giới thì có công đức trì giới, kẻ phá giới thì có ác báo phá giới. Nói theo lý nhân quả, dù quý vị có thọ giới và giữ giới hay không, nhân quả luôn luôn tồn tại vận hành. Hành vi sát sinh, giết thai nhi là rất sai lầm. Theo luật nhân quả, chắc chắn quý vị phải chịu báo ứng đền trả. Tất cả những việc sát sinh này chỉ làm tăng thêm lòng oán hận, chiêu dời những bệnh lạ quái ác vào thân kèm theo những triệu chứng khác thường khó giải thích và không chữa được. Bây giờ, ngoài ung thư còn có những bệnh nan y khác. Những bệnh này đầu tiên bắt nguồn từ phạm giới tà dâm, sát sinh, ăn cắp, nói dối và dùng chất say, hút chích các chất ma túy. Khi mọi người đều giữ ngũ giới, thực hành thập thiện và ăn chay, thì sẽ không có thiên tai và được hưởng rất nhiều phước báo cực lớn. Thậm chí, chính cái tâm trong lành sẽ khiến nhiều người có thần thông và khai mở ngũ nhãn. Những câu chuyện bệnh hoạn báo ứng là có thực và hiện thân thuyết pháp, nhưng người thế gian không tin. Đa số còn dốc sức tạo ác, không biết ngưng sát, phóng sinh. Nếu chúng ta muốn thế giới thái bình, thì mọi người nên giữ năm giới: không sát, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu hay hút chích các chất ma túy. Nếu quý vị không tạo nghiệp xấu, thì thế giới sẽ không có thiên tai, đau khổ, bệnh tật, và người ta sẽ sống hạnh phúc. Vì sao không nên sát sinh? Quý vị hãy nhớ tích xưa trong sử, ngày mà vua Tỳ Lưu Ly giết sạch dòng họ Thích Ca, đầu Đức Phật cũng bị giết thống thiết. Nguyên nhân từ đâu? Đó là vào kiếp quá khứ xa xưa, cái dòng họ Thích là dân làng chài và Đức Phật Thích Ca là một cậu bé trong làng chài đó. Khi dân chài bắt được con cá lớn, sắp giết thịt ăn, cậu bé tiền thân Phật đã đùa nghịch, lấy cây đánh vào đầu nó 3 cái. Con cá lớn đó chính là tiền thân vua Lưu Ly. Khi sinh làm người, đã giết sạch dòng họ Thích Ca,
còn Đức Phật cũng trả báo nhẹ là bị nhức đầu. Chuyện này quý vị không thể không tin, báo ứng rất rõ ràng và đáng sợ. Vì lý do này mà Phật nghiêm cấm sát sinh. Không những Phật từ bi với con người mà còn thương cả đến loài trùng kiến nhỏ bé. Bởi vì trong cái nhìn của Phật, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Trong kinh Phạm Vọng nói, tất cả nam nhân là cha, tất cả nữ nhân là mẹ. Chúng sinh trầm luân lưu chuyển trong sáu đường, từng làm cha mẹ quyến thuộc của nhau. Vì vậy, giết hại chúng sinh cũng xem như là giết hại cha mẹ. Người đời không biết, không tin thuyết này, nên mặc tình giết hại, ăn nuốt lẫn nhau. Quý vị cần tin sâu nhân quả. Nếu tin sâu nhân quả, thì trong lòng dù chưa sửa đổi, hành thiện cũng đã thành. Vì mỗi khi hành động suy nghĩ, quý vị luôn biết thận trọng cân nhắc, cho nên hành vi sẽ tự nhiên ứng theo chiều thiện. Những ai thường gặp tai nạn là do ác nghiệp, biệt nghiệp chiêu cảm nên. Phải biết những tai họa xảy đến là do quý vị đã từng gieo nhân ác trong quá khứ. Thế nên các tai nạn, binh đao, chiến tranh, lục lội, quả tai, địa chấn, thảy đều do nghiệp quả chín muồi, đã tới lúc trổ nên quý vị phải nhận. Nhân thiện chiêu quả thiện. Bằng chứng là trong hai trận thế giới chiến vừa qua, chỉ có Hoa Kiều ở Úc là được bình an. Vì sao ư? Vì trong tiền kiếp, bọn họ không hề tạo nghiệp sát. Năm Giáp Dần 1914, tôi đang giảng kinh tại Long Hoa Sơn, thì bốn quyền trong phủ Đại Lý phát sinh địa chấn kinh hồn. Tại Đại Lý là nặng nhất, nhà cửa thành quách đều dứt loạt sụp đổ không còn gì. Chỉ có chùa Viền Bảo Tháp là không sao, vẫn đứng yên như cũ. Trong cơn địa chấn, đất rung chuyển, nứt nẻ trầm trọng, còn phát sinh lửa dữ, cháy ngùn ngụt tràn lan. Người ta tranh nhau chạy tránh nạn, thì dưới chân đất bỗng nứt ra, làm họ bị lọt xuống mắc kẹt trong đó. Họ cố hết sức trèo lên, nhưng vừa ló được cái đầu thì đất liền khép lại. Các đầu đứt lìa nằm mắc kẹt lại trên đất. Cảnh tượng hãi hùng nhìn giống như người đang sống mà bị hãm trong địa ngục, cắt chém hay lửa thiêu, thảm đến mắt chẳng nỡ nhìn. Mấy ngàn hộ dân trong thành tử nạn gần hết, sống sót rất ít. Trong đây có hai tiệm vàng, tiệm Vạn Xương của họ Triệu và tiệm Trạm Nhiên của họ Dương. Khi lửa cháy đến nhà hai gia đình này thì liền tự tắt. Chỗ họ ở cũng không hề bị địa chấn. Mỗi hộ này chỉ có mấy mươi người, nhưng thảy đều bình an vô sự. Nguyên do là hai dòng họ này đời đời ăn trường chay, lại hay làm phước bố thí nên mới chiêu cảm được quả lành hy hữu như vậy. Ai biết đến chuyện họ cũng đều xúc động. Đã là Phật tử thì quý vị phải thấu suốt lý nhân quả khó nghĩ khó lường này và tin sâu không nghi. Nếu tin sâu nhân quả thì quý vị sẽ tự nguyện hành thiện, trì giới, trường chay và không còn dám sát sinh. Hòa Thượng Hư Vân. Con cá ngát. Tôi sinh năm 1982. Ngay từ thời bé tí, tôi rất có hứng thú đối với Phật Pháp. Mười mấy tuổi thì bắt đầu tiếp xúc Phật giáo. Lúc xem Lục Tổ Đàn Kinh thấy dễ hiểu, đối với kinh văn rất ưa thích. Nhưng bản thân nghiệp chướng còn sâu nặng nên tôi chưa thực sự tu trì. Bởi dù có xem sách, kinh, tôi chỉ hiểu cạn cợt bên ngoài. Mãi đến năm 2009, tôi có duyên lành gặp Thầy Tịnh Không, nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, và cánh cửa lớn về con đường sinh mệnh mới bỗng đại khai trước mắt tôi. Lúc đó tôi tập tu niệm Phật, nhưng phát tâm chưa đủ mạnh, trì niệm không liên tục và hay gián đoạn, tâm tiến thủ không tăng. Mãi đến sau khi trải qua kinh nghiệm báo ứng rồi, tôi mới thực sự thay đổi trên đường tu. Mùa đông năm 2009, tôi theo chú đến Thẩm Quyến tạm trú. Chú rất ưa câu cá. Một chiều nọ, chú câu trong hồ được con cá ngát nặng 8 kg. Đem về nhà, tôi hớn hở ra tay giết nó. Thật xấu hổ vì tôi quá ngu si. Khi tôi đập đầu nó liên tục 7-8 cái, nó giãy giụa rất dữ. Lúc đó trong lòng tôi niệm sân bừng bừng khởi, muốn trừng trị nó cho hả giận, nên thẳng tay xuống đao. 3 ngày sau, tối đó tôi nằm ngủ, đang mơ màng thì bỗng cảm giác như
có một đôi tay to lớn, không ngừng đấm, nện, véo, ngắt tôi. Còn dùng thân thể quái dị, cực nặng của nó đè lên tôi. Trong lòng tôi rất sợ, nhưng không biết làm sao. Tôi vội niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Tôi niệm mãi, không dám nghĩ gì khác. Khoảng 10 phút trôi qua, thì thấy bên ngoài cửa sổ phía trước tôi xuất hiện ánh bạch quang. Dần sáng này không chói mắt, ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Lòng trở nên an tĩnh và từ dung Đức Phật hiện ra, trang nghiêm vô tả. Trước Phật còn hiện ra một ao nước, bên trong có rất nhiều hoa sen, mỹ lệ vô cùng. Ngay giây phút đó, tất cả hoảng sợ trong lòng tôi đều tan biến. Trải qua kinh nghiệm này rồi, tôi hiểu rõ nhân quả có thật không dối. Nếu không nhờ Phật Bồ Tát cứu, ác tôi đã gặp rắc rối lớn. Thế là tôi dũng mãnh sám hối, hành vi sát sinh, tụng kinh hồi hướng cho những chúng sinh bị mình giết. Qua kinh nghiệm này, tôi tin Phật Bồ Tát luôn ở bên chúng ta, lúc nào cũng sẵn sàng trợ giúp. Chỉ cần ta nhất tâm tu hành, niệm danh Ngài liên mật thì cảm ứng sẽ phát sinh, sẽ được quy lực của Ngài gia trì che chở. Kể từ đó, tôi phát khởi tín tâm kiên cố đối với Phật pháp. Lý năng. Những điều phái nữ cần biết. Bài thuyết giảng của bác sĩ Bành Hâm. Hôm nay trong hội trường này, tuy quý ông hiện diện tới 80%, nhưng tôi vẫn xin giảng về những điều cần tránh, cực kỳ quan trọng dành cho phái nữ. Bởi vì đây là chuyện hệ trọng liên quan đến sức khỏe và vấn đề sống còn của các cô. Tôi muốn các cô hiểu rõ để tự bảo vệ tốt cho mình, không vì mù mờ ngây thơ mà tự làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác, vô tình thành tự hủy hoại mình mà không hay. Quý vị đừng tưởng là chỉ có nam giới phóng túng tình dục mới bị tổn thương tinh thần lẫn sức khỏe, mà cả nữ giới cũng vậy. Hôm nay tôi xin liệt kê những điều nguy hại để hai phái nam nữ cùng biết mà tự bảo vệ tốt cho mình. 1. Không nên thủ dâm. Xin cảnh báo với tất cả, đây là mối nguy hại đầu tiên. Bởi hành vi tự thỏa dục ngoài việc làm tổn thương thận, còn gây hại trực tiếp đến dáng vẻ bên ngoài, nhất là đối với nữ nhân, đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan. Tôi đã chẩn trị lâm sàng cho nhiều cô. Ngay lúc đó do quá xấu hổ nên họ không dám thổ lộ gì. Nhưng sau khi về nhà, họ đã viết thư cho tôi, thú nhận rằng từ thuở còn rất nhỏ, do sớm tiếp xúc với văn hóa đồi trụy và phim ảnh xét, nên họ đã nhiễm nặng thói xấu này. Quý vị có biết kết quả tai hại của việc tự thỏa dục sẽ biểu hiện ra ngoài như thế nào không? Đầu tiên là tóc trên đầu sẽ bị rụng từng nhúm, mặt nổi đầy mụn độc, mọc nhiều nhất ở quanh cằm vì dùng này biểu trưng cho thận. Đối với bản thân, đương sự luôn thiếu tự tin, dễ bị đả kích. Do thần khí không đủ nên nhan sắc u ám. Còn một biểu hiện xấu khác nữa là sắc mặt đương sự luôn tái mét, kể từ ấn đường đến vùng quanh miệng luôn bị nhợt nhạt, mét vàng. Một khi xuất hiện những biểu hiện trên, chứng tỏ nữ nhân đã bị suy thận. Nếu bạn cho rằng tôi nói sai, vì bạn là mỹ nữ và vẫn thấy mình hãy còn rất đẹp. Nhưng tôi khẳng định, hành vi tự thỏa dục đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan và phước tướng. Nếu bạn không tự thỏa dục, bạn sẽ còn đẹp hơn rất nhiều. Nhan sắc bạn sẽ rất trong sáng, thanh khiết. Chúng ta sống, quan trọng nhất là tâm ý. Nhưng các cô không chú trọng giữ tâm ý thanh khiết mà chỉ lưu tâm đến dung mạo. Song chẳng hề biết rằng, hành vi tự thỏa dục, ngoài việc làm hại thể xác, còn gây tổn thương sâu sắc đến tinh thần. Đây là điều cảnh báo thứ nhất. 2. Không nên phá thai. Tôi đã chứng kiến gặp qua nhiều cô phá thai dẫn đến phát sinh bệnh phụ khoa rất nhiều. Đa số các cô tuổi từ 25 đến 35, vào thập niên 1970 đến 1980 là thời điểm tệ trạng phá thai này phát ồ ạt tập thể. Khi các cô đến chỗ tôi khám bệnh phụ khoa thì hết 80% đều có bề dày lịch sử phá thai. Hơn nữa, những bệnh phụ khoa liên can đến phá thai phải nói là vô cùng khó trị. Hiện nay y học cũng cho rằng hễ nữ nhân phá thai một lần thì sẽ hạ thấp 25% khả năng sinh dưỡng. Suy ra, nếu phá thai 4 lần
thì năng lực này hạ thấp đến tận cùng. Cho nên quý vị hãy quan sát, thử nhìn chung quanh xem. Hiện nay đa số các cô mang thai thường bị cắt trứng, sảy thai, đẻ non, thai chết trong bụng. Phải biết nguyên nhân là do đâu. Thực ra do bản thân các cô trước đây đã sống quá vô trách nhiệm, không biết trân quý mạng sống và sức khỏe mình. Do đã có tiền sử phá thai, nên về sau các cô rất dễ mắc các bệnh, mất khả năng sinh dưỡng. Như tôi vừa liệt kê ra, phải gọi là bệnh vì dù các cô có thể mang thai nhưng rất khó sinh, khó dưỡng là do phá thai dẫn đến tổn thương sức khỏe, chịu lấy hậu quả này. 3. Không nên ăn mặc hở hang. Đây là điều cần tránh. Hiện nay đa số các cô vì muốn mình trở nên quyến rũ và hấp dẫn trước nam nhân nên rất ưa ăn mặc hở hang. Có người ăn giận hầu như khoe hết thân thể ra ngoài. Đa số các cô thích mặc áo hai dây hoặc kiểu y phục nào mà có thể khoe lưng, eo, hông, bụng, rốn, đùi, vân vân ra ngoài. Cho dù mặc áo hay quần, các cô vẫn luôn khoái cho hở rúng, hở eo. Nhưng các cô hoàn toàn không biết rằng sau lưng và vùng bụng, eo, hông có rất nhiều yếu huyệt quan trọng. Nếu mặc hở như thế là vô tình phơi hết các yếu huyệt ra ngoài. Vào mùa đông, có cô còn mặc váy ngắn, quần ngắn, khoe đùi ra ngoài. Cho dù là có băng vớ dày đi nữa thì vẫn khiến toàn bộ đôi chân bị phơi ra đón gió lạnh. Đây gọi là chịu giá rét để khoe nét mỹ lệ, có phải không? Tôi thấy có nữ diễn viên nọ khi vào dự hội lãnh giải thưởng phim, cô mặc rất hở hang, xem như từ đầu đến lưng và toàn bộ phần vai, ngực đều phơi hết ra ngoài. Nhưng cô lại ngồi dưới hướng máy lạnh phả tới, khiến cô hắt xì liên tục. Để bớt lạnh, cô phải đưa tay ôm vai, thu mình co ro. Ta hãy xem, trong khi quý ông thể lực mạnh hơn, cũng đồng một cảnh trạng này, nhưng họ lại ăn dần kín đáo, khoác âu phục sang trọng đến hai ba lớp, nên bản thân họ đã an toàn, lại càng khỏe thêm. Còn cô nữ diễn viên này đang cố phô nét đẹp của mình trong giá lạnh. Hiện tại trong cô không thoải mái chút nào, mà cô cũng không biết mình mặc như vậy rất có hại cho sức khỏe. Sau này các cô sẽ bị các chứng bệnh như tôi đã liệt kê. Các cô không hề biết ăn dần hở hang như vậy là tự làm tổn thương thân thể mình rất nghiêm trọng. Sở dĩ các cô ăn mặc như thế là vì muốn hấp dẫn người khác phái, muốn khoe hết nét kiều diễm ra. Cô nào muốn tỏa sức thu hút kiêu gợi, ưa khoe body thì thường dùng phương thức này để thể hiện. Nhưng các cô không hề biết rằng ăn mặc hở hang, lộ thể như thế đã vô tình khiến thân mình bị tổn thương phi thường nghiêm trọng. Vì sao tôi khẳng định như vậy? Tôi xin cảnh báo, với tư cách là một bác sĩ đã dày dặn kinh nghiệm chẩn khám, có quá trình trị bệnh lâu năm cho quý cô, chứ không phải với tư cách của một người khó tính, ưa bắt bẻ, tùy tiện nói bừa vô căn cứ. Đã có một cô gái hỏi tôi, không hiểu sao tôi rất dễ bị cảm ho. Có phải trước đây cô ưa mặc áo hở lưng? Đúng thế, tôi rất hay mặc kiểu y phục này. Cô mặc vào thời tiết nào? Thường là vào mùa hạ. Phải biết, vào mùa hạ, nơi thân thể người dương khí hay bị phát tán ra ngoài. Do thân toát mồ hôi nên lỗ chân lông nở to. Lúc đó cô lại mặc y phục hở hang, vì tưởng rằng vào mùa hè oi bức sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cô quên rằng hiện nay trong nhà đa số chuyên xài máy lạnh. Một khi cô bước vào phòng lạnh thì hàn khí kia sẽ xông thẳng vào người cô. Nó xâm nhập bắt đầu từ đâu? Từ huyệt đại chùy sau lưng cô. Đại tức là đại trong lớn nhỏ, chùy là dùi của mũi khoan. Khí lạnh sẽ vào từ cửa huyệt đại chùy, đi thẳng vào nội thể cô, trực tiếp gây tổn thương phổi, phế khí. Một người mà phế khí không đủ, tương lai sẽ bị trăm bệnh phát sinh, dẫn đến dễ cảm. Đây là điểm nguy hại đầu tiên do mặc y phục kiểu hai dây hở ngực gây tổn thương thân thể. Còn điểm nguy hại kế nữa là mặc hở rốn. Đồng ý chúng ta luôn cho rằng dùng dưới rốn đan điền là nơi quý báu. Nếu mà mặc hở, khoe hai đại huyệt này ra ngoài, chưa kể phía sau lưng còn có huyệt mệnh môn cũng bị phơi ra, rất có hại. Vậy có hại như thế nào? Chính là khó mang thai, khó sinh, khó dưỡng, gọi là hội chứng tử cung bị lạnh.
Chúng ta đều biết tử cung là nơi thai nhi trú ẩn. Khi hài nhi ở trong thai mẹ, nơi trú ngụ được xem như là cung điện của bé. Nếu phòng ở bị lạnh ẩm thì hài nhi trụ ở đó rất khó khăn, khó tồn tại. Do các cô khoái để hở các dụng bụng, rốn, eo, lưng nên đã vô tình làm cho tử cung bị lạnh, sau này sẽ xuất hiện chứng thai chết trong bụng. Đó là lý do vì sao ngày nay thấy có nhiều cô mang thai 3-4 tháng, thậm chí được 6-7 tháng đi nữa vẫn hay gặp cảnh sảy thai, đẻ non. Tại sao như vậy? Vì tử khí, hàn khí tích tụ trong thân các cô quá nặng, gây trệ huyết, nghẽn mạch mà thành ra như thế. Thêm một điều nữa, kiểu y phục khoe đùi, khoe chân ra ngoài, vô tình hướng khí lạnh thổi tới, khiến kinh mạch đồng bế bị nghẽn. Quan trọng nhất là hai kinh gan thận bị bế mà gan thận của phụ nữ chủ về bào cung. Một khi hai kinh mạch này bị bế thì tương lai các cô sẽ mắc các bệnh phụ khoa như tử cung sinh bướu, bụng bị viêm. Còn một chứng cạn nữa, đó là bệnh gì? Xin thưa, chính là trong tương lai khi các cô quá 45 tuổi sẽ bị bệnh phong thấp. Vào năm 2003, tôi giữ nhiệm vụ đón tiếp và phiên dịch giảng dạy cho một nhóm người Âu qua đây xin tìm hiểu khoa chăm cứu ở nước ta. Sau khi họ quan sát các cụ già nơi đây xong, ông trưởng đoàn ngạc nhiên phát biểu: ở nước chúng tôi đa số những người già trên 80 tuổi đều phải ngồi xe đẩy, nhưng không ngờ nơi đây có rất nhiều người già không cần xe đẩy mà lại đi đứng hoạt động vô cùng mạnh khỏe. Vì sao quý vị biết không? Bởi những văn hóa tuyên dương sự kính đáo, cẩn trọng lễ nghi mà tổ tiên lưu truyền để lại cho chúng ta, thảy đều là tinh hoa quý báu. Nếu ta biết tôn trọng, hành theo lời giáo huấn vàng ngọc này, thì thân thể sẽ tự nhiên khang kiện. Riêng các nước Tây Phương, phần đông phụ nữ rất ưa mặc kiểu khoe chân, sao sẽ bị gió lạnh xâm nhập, khiến quá tuổi 45 họ sẽ đi đứng khó khăn, không còn nhanh nhẹn, dễ bị các chứng phong thấp hoặc những bệnh tương tự. 4. Không nên phóng túng tình dục. Điểm nguy hại cuối cùng tôi muốn nhắc nhở các cô là không nên phóng túng tình dục, lạm tình, sẽ gây tổn thương tinh lực. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, nếu các cô phóng túng tình dục, nghĩa là một phụ nữ mà quan hệ với quá nhiều bạn tình, chuyện này đối với bản thân các cô chính là hành vi tự sát, tự hủy hoại bản thân mình. Vì cổ nhân có câu, tam tinh thành nhất độc, chuyên tổn bất khiết nữ, là hàm ý gì? Có nghĩa là tinh dịch của ba nam nhân hợp lại sẽ biến thành một chất kịch độc, gây tổn hại cho những cô bất khiết hay quan hệ nam nữ bừa bộn. Thế thì mức độ tổn thương ra sao và nặng như thế nào? Các cô sẽ mắc một loại bệnh mà thời cổ đại gọi là sản hồi độc, còn nói theo hiện tại thì là bướu cổ tử cung. Điều này hiện nay khoa học cũng đã chứng minh. Tại nước Mỹ, các bác sĩ sau khi đi chẩn khám nơi một nhà giam nọ, bất ngờ phát hiện các cô gái hành nghề mại dâm bị chứng bướu tử cung cao hơn gấp 5 lần so với những phụ nữ bình thường. Phần tôi, lúc theo học y khoa và đang thực tập tại bệnh viện, hồi đó bên cạnh y viện là chỗ các cái điểm tụ tập, bọn họ thường vào khám bệnh phụ khoa. Tôi kinh ngạc khi thấy các cô hết 80% đều mắc chứng bệnh này. Cổ tử cung đều bị thối rửa cả. Bệnh phát tiếp theo chứng thối rửa cổ tử cung chính là tử cung bị bướu, biến chứng phi thường lớn. Sau bao năm làm trong ngành y, tôi dám khẳng định những người hành nghề mại dâm bị vướng các bệnh nguy hại kia quả thực nhiều vô kể. Điều này đã chứng minh lời cảnh báo của cổ thánh tiên hiền là chân thực. Nếu các cô bất tuân hoặc gì không biết mà cứ sống buông thả, phóng túng tình dục thì chính là đang tự hủy hoại mình, tự chiêu mời và rước vào những căn bệnh khủng khiếp. Tôi chỉ cảnh cáo thôi, vì nếu tôi biết mà không chịu nói ra thì rất là có lỗi. Nhưng tin hay không, có chịu bảo vệ và yêu quý thân mình hay không, đó là phần của quý vị. Anh kỹ sư kiến trúc. Có một kỹ sư kiến trúc tuổi trẻ giàu sang, rất thành đạt, mạnh khỏe, quanh năm lui tới Giang Tô dựng các công trình đại thiết kế. Tuổi còn trẻ mà giàu kết xù nên vô cùng đắc ý. Ông tha hồ phóng túng tình dục, tận hưởng quan lạc.
Đến năm 45 tuổi thì phát bệnh. Khi đi khám mới hay là bướu phổi thời kỳ cuối. Sau đó anh tìm đến với Phật giáo, xuất ra 25 vạn ấn tống cuốn Nhân quả phụ giải lương hoàng sáng của Quả Khanh, còn bỏ ra khoản tiền cực lớn.